Mà má biết cái đình, cái chùa, cái miếu nào mà linh thiệt là linh không? Chi vậy? Chứ bây giờ má nghĩ coi bốn đứa mình thoát khỏi cái rừng này kịp hay không. Hồng trần vấy nẻo trần hương, cho ta tìm lại thanh xuân năm nào. Bóng là ở đây nè, mày cũng bóng nữa đó. Ờ ha.